Xin chào các bạn. Các bạn thấy không? Đấy, giống bưởi mình bây giờ rất là lớn đấy nha. Đống bưởi luôn này. Trên từ trên xuống rất là nhiều. Đây này các bạn này. Rất là chịu cành luôn. Rất là thơm luôn các bạn nhá. Chắc các bạn không gửi rồi. Nhưng tôi thì gửi hết. Đây, mình sẽ cắt cho các bạn xem quả bưởi này rất là đẹp như thế nào. Đấy, đây này. Ô, đây có phát chiếc ong này. Không sao, vẫn ăn được nha. Bữa rất là tròn và vàng luôn nha. Thơm lắm nhất đấy các bạn ạ. Để vào đây. Đây này. Một tim nhá, nhớ cho một tim chia sẻ nhá. Ok.